xin chào đại gia đình của mình. Hôm nay cùng theo chân mẹ con nhà mình với lại gia đình mình đi vô vườn dâu hái dâu nghe. Nè kỳ thật. Chị đi, chị cha đi con. Dù cứ ý chứ ba. Đi dù thúi rồi. Đi chứ đi ba báo. Mang mang chậu ha. Chứ cưa hảo là chứ cưa hảo. Quá. Đây giờ chứ cưa thay ta là nè mấy khăn tao hả? Nè. Đưa đây, mà bỏ vô. Đưa đây. Bỏ vô đây. Bỏ vô đây, đưa đây cho mà bỏ vô, bỏ vô. Hảo ha. Ây da thẻo. Thì giờ hậu dễ thương quá. Ôi dù. Chưa ba? Phương hả? Ý dù. Cháu 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 cháu. Giao nung tay thì. Wow. Wow. Cái sợi chi ba bà này. Chị cơ tiêu là lại. Wow. Nè, vâng. Cháu, 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 cháu. Ồ, hảo tú, cháu mí. Ồ, đã quá à. Nè, đã chưa thấy mà to. Trời ơi, sướng quá, sướng quá. Bà bảo, nè, cái mà bỏ vô. Này là đi cuối mùa rồi đó. Nè, đưa đây mà bỏ vô. Đưa đây, bỏ vô con. Bỏ vô. Wow. Hảo tua hả? Nè, chứ cứ ta là. Dù, thế mà ta. Dậu chưa, cứ ý chưa. Dậu. Chưa đi con. Chưa nơi bên hả? Ồ. Ôi da. Đã quá. Vì khen thay xẻo mà thấy dậu quả là. Nè đi khen. Húng mà uống mận hả? Uống mận chưa đi phân mấy húng căng mà. Dâu chưa xấu à? Dâu húng nè bỏ vô con. Bỏ vô. Hửng húng luôn hả? Đâu để chậu chứ? Mang chậu ha, nung cho cưa chậu. Kì mấy mà hả? Chứ cưa mấy xấu. Mấy xấu á, mấy xấu hình xoan. Mang ha, để teo tôi lái rồi kìa. Đâu nãy liệt. Húng húng nè, thay ta húng là gì khen. Wow.
Đau quá, đau quá. Đau quá mọi người ơi. Nè, mình bỏ vô giỏ nha. Ở vô bước qua. Nè. Chứ cơ. Ba là ủ chú. Hảo tô, hảo tô, nị mấy chư đi, nị chư tôi thì ăn nhiều lên. Ăn nhiều lên là tỉnh tầng chin đó hả, bí rứng đó hả, mỹ dù chin à. Chư, chư tô. Ăn nhiều vô, để chút quá hả. Nè. Ý da, trái này to nè. Trời ơi, cái nào trái đó nó to quá chị to. Ôi giời. Chứ đứng ở chỗ á, đi dậu rồi đi phân. To lắm. Thì dơ quá trời, nước gì đâu mà lỉnh bỉnh, nước vô quá trời vô. Xử, xử qua xí xí lại. Hảo là hai cái trái gì nó nhỏ xíu ngọt á. Hảo chưa à? Dâu người ta ngon muốn chết mà nó không ngon. Bên kia có trái bự kìa. Chị à, trái này nó chưa sống. Khi sống là nó sẽ bị chua. Trái này. Ây da. Trái này. Trời ơi nó bự. Dâu kìa. Dâu kìa. Dâu kìa. Ây da thấy. Có một trái nhỏ xíu nè. Trời trái dâu gì kì vậy. Dĩ dậu ba. Dậu. Dậu. Chứ cơ. Chứ cơ. Chứ cơ. Mà chứ. Ngon quá. Ây da. Ngon. Đi con. Đừng có đi qua bên đó. Đi 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 thẳng lên ba bà đây. Đi. Đi lên ba bà đây con. Ê da, nước gì đâu mà nó dơ. Đi 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 đi. Ăn coi, ăn một trái nữa coi. Nè. Ngọt nha. Ngon quá. Vô trong đây á là mình không biết tính tiền theo kiểu gì nữa. Để chút mình ra mình hỏi chồng mình rồi mình nói cho mọi người nghe ha. Mấy trái đỏ gì ngọt lắm. Nó không có được đẹp nhưng mà nó ngon lắm. Ừ, cái này đỏ quá. Quá đỏ luôn. Đã quá. Mà chỗ này á, nó phải làm sao mà đừng cho nước động như vậy ha mọi người ha. Nước động như vậy đi vô dơ muốn chết mọi người nhìn nè. 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 Thấy không? Dơ hầy. Làm sao mà đừng để cho nước động vô. Cái nước động vô kiểu này nè. Chứ. Rớt rồi hả? Bỏ vô. Đi đi con. Nước dơ quá à.
Cái này là chắc cuối mùa là nó không có được nhiều ha. Quay lại cho mọi người coi nè. Khúc này là đi căng nè cả nhà, một ký là 35 tệ, mà một ký chung á, thì nó chỉ có là nửa ký Việt Nam mình thôi. Cái này là hơn một ký là 51 tệ, 51 tệ chạy ra là 100... Chi xứ khoai hả lâu cô? Cái này cũng như đó, dâu mình căng lên được 51 tệ, 51 tệ chạy ra là 170 mấy ngàn tiền Việt Nam á mọi người. Ủa xứ khoai hả? Mình rất thích ăn bánh bao ngọt ở bên Trung Quốc, cho nên á hả mình ghé đây mua mấy cái bánh bao về nhà ăn nè. Bánh bao ở Trung Quốc, bánh bao ngọt rất là ngon mọi người, nhìn đi giá bánh bao rất là rẻ luôn, chỉ có 1 đồng tới 2 đồng một cái thôi, chạy ra là 7-8 ngàn một cái của tiền Việt Nam mình đó. Phút này là tới chồng mình tính tiền nè. Ở bên Trung Quốc này á, mọi người tính tiền á, là họ ít xài tiền mặt lắm, hạn chế xài tiền mặt rất là nhiều. Chúng ta sẽ quét mã điện thoại như vậy là xong. Mấy mẹ con mình mới đi chợ xong rồi sẵn ghé vườn dâu luôn, quay cho mọi người sơ lược cái đầu video cho mọi người thấy rồi đó. Đó là vườn dâu gần nhà của mình á. Còn đây là khi thành quả mẹ con mình đi chợ về đây. Con mời cô chú ơi. Con nói xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Con là cô Tin. Con 2 tuổi. À bố dạ, mày hò không có chịu nói. Mời mọi người ăn dâu nghe. Mời mọi người ăn dâu nghe. Con mời cô chú. Mời cô chú ăn dâu nha. Cô chú ăn dâu nha. Gà tung. Còn đây là hồi nãy cái bánh bao hồi nãy mình mua nè. Muốn ăn hả? Thật chưa mà. Thật chưa mà. Con mời cô chú ăn mà. Mời cô chú ăn nha. Ba bà chỉ căn hộ là đi hái về được vậy. Vậy là clip xin clip hái dâu của mình xin kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp mọi người trong những video kế tiếp của gia đình nhà mình nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye cô chú đi con. À bố già bye bye, bố già bye bye vậy ba mà bye bye nha. Bye bye. Thả tiếp. Tinh. À bố già. Bye bye mọi người nha.